Nè, Bình Đăng. Bình Đăng, em có sao vậy không? Không sao. Sao em đến đây? Sợ anh có chuyện, cho nên mới tới coi. Đông người quá vậy. Hắn kéo xe ra chuyện, có nhiều dân tị nạn vô cướp. Sao lại vậy? Tình hình không biết rõ, nhưng đã bắt có sát. Anh Bang, đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết xảy ra chuyện gì. Tôi tới nơi thấy cục trưởng cảnh sát đã lấy khẩu cùng. Ồ, ông đây chính là ông chủ của hãng gạo Phan Thế Chương hả? Đúng vậy. Nghe danh đã lâu, theo như ý kiến của chúng tôi điều tra hãng gạo của ông, ổ khóa không bị đập bể cửa và cũng không có bị cậy qua. Theo như phân tích của chúng tôi thì rất có thể đó là do người của ông đã làm. Lâu nay chìa khóa tôi cất giữ bên mình, không liên quan tới tôi, cũng không liên quan tới con của tôi. Nó không có chìa khóa, tôi tới nơi đã thấy dân tị nạn đã cướp gạo. Phải, là nó cũng có ở đây, là nó. Bắt nó lại, xét người nó. Tại sao anh lại có chìa khóa của kho gạo? Ông kêu tôi làm chìa khóa, tôi làm thêm một sâu. Chính tôi đã mở cửa cho họ vào. Anh Nghĩa, anh có biết gạo ngày mai phải giao cho người ta không? Tôi biết, giao cho người Nhật Bản mà. Vậy thì ông có biết mỗi ngày có bao nhiêu người dân tị nạn nằm chết ngoài đường không có gạo mà ăn? Ông lại giao gạo cho quân Nhật Bản. Nói hay lắm Hiếu Nghĩa, cầm miệng đi. Chính tôi mở cửa cho dân tị nạn, muốn bắt thì bắt tôi. Tôi cũng có phần, bắt luôn tôi. Cô tưởng nói như vậy có thể cứu được Hiếu Nghĩa hay sao? Đừng có khờ dại. Anh đã thừa nhận cô không bắt người. Xin lỗi xin lỗi. Vậy nó đi mau. Ông Phan, làm phiền ông tới báo cảnh sát một lần. Đây chỉ là làm theo thủ tục bình thường. Tôi hiểu rồi, làm phiền ông. Không có gì, không có gì. Ông chủ, như con gạo. Tôi xin đích thân giải thích với Tùng Điền. Làm ơn cho chúng tôi gặp Điền Hiếu Nghĩa, làm ơn giúp giùm.
Chúng tôi chỉ muốn gặp mặt ảnh. Tiểu thư à, cô đã nói suốt cả đêm rồi, tôi nói là không thả, đừng có ồn. Không đâu ông cảnh sát à, chúng tôi năn nỉ suốt đêm rồi, chưa gặp mặt một lần có được không? Anh còn nói, bạn của anh to gan vậy, dám đi mở cửa kho gạo của ông Phan để người ta vô cướp, còn muốn tôi thả nó, thế là không biết chết mà, im miệng. Ông cảnh sát, dạ. Hey, đừng có làm phiền tôi. Anh Thắng, bây giờ phải làm sao? Cái gì cũng tại tôi, không có nghĩa khí. Anh Thắng, anh muốn làm gì? Tôi đi nói với họ là tôi không có phần. Anh đi ngay sao? Dù anh có nói với họ cũng sẽ không cứu được anh Nghĩa, càng làm cho chú Bàn lo lắng cho anh thêm. Nếu không thì sao? Chúng ta đứng đây lại không cứu được Hiếu Nghĩa, lại không thể vào thăm ảnh. Muốn thăm tù hả? Phải mở thông cửa. Phải mở thông cửa? Không hiểu à? Là tiền. Vậy cần bao nhiêu tiền? Ở đây chúng tôi có nhiều anh em như vậy, không 100 thì vài chục cũng được. Nhiều vậy sao? Không có hả? Không có thì đừng có ồn ào, còn ồn nữa tôi giam luôn cô. Làm thế nào đây? Không được đâu Bình An, chúng ta về nhà thương lượng với người nhà trước đã. Tại sao đến mà không báo trước một tiếng? Không, đại biểu cho dân Nam Kinh đến để cảm ơn ông. Tôi làm cái gì cũng không giấu được cô. Không giấu được tôi cũng không sao, điều quan trọng nhất là phải giấu với Tùng Điền Nghệ. Vậy cũng phải cảm ơn Điền Hiếu Nghĩa đã giúp cho tôi một tay. Cho nên ông đã nhân cơ hội này mượn lương tay của anh để làm một chuyện tốt. Cũng như cô đã nói khi nãy, quan trọng nhất là có thể giấu Tùng Điền Nghệ. Cái chữ này có phải là nhất tiễn hạ sông điêu không? Có thể giúp được cho dân tị nạn, còn làm cho Tùng Điền Nghệ không hoài nghi ông đã lợi dụng mớ hàng quán. Bây giờ chỉ là tội nghiệp cho chàng thanh niên. Ông để anh ấy ở trong bó cảnh sát để làm việc hy sinh, không sợ bọn cảnh sát sẽ làm quá anh sao? Lỡ đóng kịch phải đóng cho tới. Để ảnh ở trong vài ngày, tôi tốn chút tiền thì cảnh sát sẽ thả. Quốc gia của chúng ta cần đến những người nhiệt tâm như vậy đó, thì hy vọng mới được cứu. Còn Tùng Điền Nghệ ông nói sao với hắn? Ông đã ký hợp đồng với hắn, nếu như không có giao gạo ông phải đền tiền. Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là thỏa tâm nguyện của má tôi. Bình An, con gấp về để làm gì? Suốt cả đêm qua con không về, má lớn đã tìm con khắp nơi. Má đã đi đâu? Bà cũng với chị hai của con tới bệnh viện để thăm lão già. Thật ra xảy ra chuyện gì? Anh Nghĩa tôi qua đã bị cảnh sát bắt về bó. Má Tư, không nói nhiều với má nữa, con phải nghĩ cách để cứu ảnh ra. Chị Kim, đem thảo nước nóng vô đây. Dạ. Đức Nghi, đưa cái khăn. Dạ. Má. Ồ. Ông làm gì? Bà muốn ngồi cao một chút. Tôi muốn bước xuống dự. Ông ấy nằm xuống đi. Bác sĩ nói là muốn sớm hết bệnh, cần phải. Bác sĩ có nói bà không có được nóng lòng. Phải, Đức Nghi nó nói rất đúng. Ông nóng lòng quá sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình. Không được, tôi nhất định phải sớm hết bệnh. Đức Nghi, giờ cái chân giùm bà hả? Được. Nếu không được thì đừng có cố sức. Ủa cô ba, tới thăm lão già hả? Cô nước lấp ló bên ngoài làm gì? Ba. Suốt cả đêm hôm qua con đi đâu, bây giờ mới về? Nhất định là ba không có ở nhà nên bỏ ra ngoài đi chơi. Con gái của ông tôi thì không biết dạy. Ông vừa vắng nhà thôi là nó đi suốt cả đêm không có về rồi. Có thiệt không? Dạ có. Nhưng vì anh Nghĩa bị người ta bắt tới tìm cảnh sát, suốt đêm con ở trong bóp. Hả? Cái thằng nhà quê đó bị bắt rồi sao? Anh đã mở cửa kho gạo của hãng Vĩnh Phong để dân tị nạn vô lấy gạo. Phan Thế Chương đã cho người bắt ảnh.
Phan Thế Chương là chủ của hắn, hắn làm như vậy thì lăn cháo đá bát. Anh cũng chỉ là muốn giúp cho dân tị nạn. Cái thằng nhà quê đó có lòng tốt như vậy à? Nó không biết Phân Thị Phi làm việc cho Phan Thế Chương, nhất định là Phan Thế Chương đã bạc đãi nó nên nó mới nhân cơ hội báo thù cho biết mặt. Không phải đâu, anh đúng là người tốt. Mà lớn, bà cho con mượn một chút tiền. Mượn tiền để đi cứu thằng nhà quê đó? Đừng có nằm mơ. Nếu không có tiền, cả gặp mặt ảnh cũng không cho. Bà, con muốn hỏi bà có người bạn nào có thể giúp cho ảnh hay không? Em cũng thấy Phan Thế Chương đã hại bà thê thảm như vậy, bạn bè của hắn làm sao mà giúp cho em? Cái thằng nhà quê đó từ chút khổ giàu thân, dù cho nó có phá hẳn gạo của Phan Thế Chương cũng đâu có đáng để giúp nó. Nè, một là nó giúp cho tên họ Phan kia làm việc, hai nữa tánh của nó phản phúc như vậy thì không có đáng cứu nó. Bà, nếu con không giúp ảnh thì không ai có thể giúp được cho ảnh. Con thân với ảnh từ nhỏ tới lớn, lâu nay anh rất lo lắng cho con với má. Con thì không thể đứng nhìn ảnh gặp nạn, thì coi như ba giúp con có được không? Giúp con? Con cũng không đáng để giúp đâu. Đối với con tốt mà con không thèm nhận. Ờ, lão già, tôi thì có lòng tốt xếp đặt nơi kiếm chồng cho nó, nên đã xếp đặt Phan thiếu gia của Hiệu Xuân Thiên đến coi mắt của nó. Ờ, ai ngờ tới ngày coi mắt nó lại gặp cái tên họ Phan đó, làm cho bên Phan gia tức khắc rút lui. Không phải, con... Nè, ông nghĩ coi không đáng để giúp hả? Có phải không? Con vẫn còn giao thiệp với cái tên Phan Thế Chương à? Không phải đâu ba, là do hắn tự tới. Vậy nếu như con không lại giảng tới nó thì sao nó lại tới tìm con? Bây giờ đừng có nổi giận. Coi đó, con chọc ba của con giận như vậy. À, nè, đừng giận nữa. Đã mấy lần rồi con cứ đi chọc ghẹo tới cái tên Phan Thế Chương, bại hoại hết danh tiếng của nhà họ Cố. Ba không biết con cố ý hay là vô tình. Nếu như con cố ý thì triệt để không thể tha thứ. Con không thể nào ở lại Cố gia này, biết chưa? Ba, sao con lại có lòng làm như vậy? Nếu như con là vô tình thì con là khắc tinh của Cố Vạn Tề này. Ba, con chưa bao giờ nghĩ qua là sẽ hại tới ba hoặc là chọc cho ba giận. Nhưng lúc này ngoài ba ra không ai có thể giúp được cho con. Còn nói nữa con biết bắt cỡ, con làm phiền đến ba của con rồi. Thôi đi về đi. Đi đây. Đi đi. Đừng có giận lão già. Hay giờ còn không chịu đi. Tùng Điền tiên sinh, Phan Thế Dương vừa có điện thoại tới. Hắn nói kho gạo xảy ra chuyện, không thể nào đúng hẹn chuyển gạo cho chúng ta. Hắn còn phải người đem bức thư tới xin lỗi với chúng ta. Mớ gạo đó hôm nay phải xuống thuyền, nhưng mà hôm qua thì bị người ta cướp gạo. Thời gian không phải là trùng hợp lắm hay sao? Tùng Điền tiên sinh, ông cho rằng cái chuyện này là có nội tình à? Thật ra còn có chuyện khác. Thì ra cái người mở cửa kho gạo cho dân tị nạn vô cướp gạo lần trước xông vào kho hàng Tam Thái chính là tên thanh niên này, Điền Hiếu Nghĩa. Tên Điền Hiếu Nghĩa lâu nay vẫn giúp việc cho hãng Vĩnh Phong. Phan Thế Chương lâu nay vẫn đang dùng hắn. Bây giờ cái tên Điền Hiếu Nghĩa này, đêm hôm qua đã bị cảnh sát bắt đi, tới bây giờ vẫn còn bị giam. Mà nếu còn việc của anh Nghĩa, mà phải bán nó đi. Chắc là má không trách con chứ? Má nghĩ nếu mà con bán nó, lỡ ba biết được nhất định sẽ giận lắm. Con thì không muốn làm cho ba giận nữa. Ma Tư, mời ngồi. Thôi không cần, ở đây có chút tiền, hãy lấy dùng đi. Sao má biết con cần tiền? Hồi sáng má lớn chửi con như vậy thì ai cũng biết. Số tiền này tuy không nhiều gì mấy, chưa chắc đã cứu được cậu, nhưng mà có thể đút lót cho người ta để con được gặp cậu.
Cảm ơn má chưa giúp cho con. Má không phải giúp con. Điền Hiếu Nghĩa đã từng giúp cho má lo cho Tiểu Vũ, coi như má trả ơn cho cậu. Dù sao cũng được, quan trọng là má Tư đừng có giận con nữa. Má giúp Điền Hiếu Nghĩa không có nghĩa là đã hết giận con. Đừng nói là quá. Cảm ơn Mình Nghĩa. Được, Trấn Thắng sai người vào đường. Có tiền thì sao cũng được hết. À phải, họ có làm có dễ anh không? Bình An vì muốn ra đời gặp anh đã bông ba suốt cả đêm. Em không cần làm gì, anh không sao. À phải, họ có nói khi nào điều tra không đây? Không có. Nhưng sáng nay thì cục trưởng có vào đây, sau đó thì thầm với bọn thủ hạ của ổng. Tôi hỏi ổng khi nào tôi được đi, ổng nói nhà giam không có cơm dư để mà nuôi người thừa. Có nghĩa là anh không cần ngồi tù, họ sẽ thả anh ra ngoài. Nhưng mà không có lý nào. Chính Hiếu Nghĩa đã mở kho gạo của Phan Thế Trường, và chính hắn cái người bắt ảnh, đâu có dễ gì tha cho ảnh. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi nghe cảnh sát nói là vì tôi may mắn cho nên Phan Thế Trường đã không truy cứu tôi, nghĩa là tôi có thể sớm rời khỏi chỗ này. Anh nghĩ coi hắn muốn làm cái gì? Có lẽ ông thấy việc anh Nghĩa làm là rất đúng. Ăn cơm đây. Ăn được thì cứ ăn. Tại sao? Nghe cấp trên nói mai mốt sẽ lên đi nơi khác. Đi đâu? Áp dạy anh tới cầu Con Cọp à? Là cầu Con Cọp thì tốt, không phải là Nam Kinh. Ông cảnh sát, làm ơn cho biết anh sẽ đi đâu. Phải cho chúng tôi biết đi. Nghe nói hình như là bên Đông Giao đó. Các người đừng hỏi nữa, tôi khó xử. Các người dạy anh tới ngục Đông Giao nè. Anh Thắng, ngục Đông Giao là ở đâu? Đó là nơi chuyên giam giữ các trọng phạm và tử tù. Tới chừng đó không còn màn trở ra nữa. Sao lại như vậy? Tôi nghĩ Phan Thế Trường chắc là muốn Hiếu Nghĩa chết. Không được, tôi phải đi gặp Phan Thế Trường, xin tha cho anh Nghĩa. Bình An kiếm hắn làm cái gì chứ? Là hắn kêu người bắt ảnh tới đây, hắn nhất định không tha cho ảnh đâu. Giờ đi. Có phải ông đã nghe được tin là sở cảnh sát đưa Đường Hiếu Nghĩa đi chỗ khác? Dương cục trưởng không có nghe điện thoại của tôi. Tôi nghĩ Dương cục trưởng không muốn mắc vào thế khó xử nên đã cố ý không nghe điện thoại của ông. Rõ ràng nói ngày mai sẽ thả người, tại sao đột nhiên lại đưa ảnh đi ngục Đông Giao vậy? Tôi nghĩ là chuyện này có người cố ý sắp đặt. Ý của cô là Tùng Điền Nghệ? Như là như vậy, chuyện này đã vượt quá khả năng của tôi. Tùng Điền Nghệ đã lợi dụng chuyện này để thử ông, vì vậy ông phải ráng cẩn thận. Nhưng cả câu chuyện này vì tôi mà ra, tôi không thể đứng nhìn cái chết của anh. Tôi nhất định phải cứu anh. Chào bà Tư, bà về rồi. Nè Xuân, pha cho tôi một thau nước nóng, tôi muốn ngâm chân. Dạ. Bình An, chuyện gì? Má lớn chưa con hả? Phan Thế Trường không chịu buông tha cho anh Nghĩa, ngày mai ảnh sẽ bị giải tới ngục Đông Giao. Tới ngục Đông Giao? Nơi đó nhốt các tử tù, tại sao lại như vậy? Con cũng không biết. Nghĩa thì cảnh sát lại không có chịu nói, còn với anh Thắng đã bôn ba suốt cả ngày, không biết phải làm sao. Thưa bà Tư, nước nóng chuẩn bị xong. Sao hả, hồi sáng nay có tìm ra ai giúp tay không? Thế nào, đừng nói nữa. Đi suốt cả buổi sáng, mấy ông quỷ viên địa phương gì đó không ai muốn gặp chúng tôi hết.
Hiếu Nghĩa không phải làm những chuyện giết người phóng hỏa. Nếu bên cảnh sát cứ muốn dẫn tới ngục đông giao, như vậy là để anh đi chết. Mọi chuyện cũng là tại tôi. Nếu tôi chịu cản anh Nghĩa được cứ mở kho gạo thì anh... Bình An à, đừng có nói như vậy. Trách nhiệm của tôi còn lớn hơn nữa. Nhưng cũng may lần này Hiếu Nghĩa mở kho, nếu không gặp có nhiều dân tị nạn bị chết đói. Một anh hùng cứu được nhiều dân chạy nạn như vậy mà cũng giam tới ngục đông giao, thiệt là quá vô lý. Phải, dân chạy nạn còn coi ảnh là một đại anh hùng. Ý, nếu bây giờ tất cả các nạn nhân đều coi Hiếu Nghĩa như là ân nhân, là đại anh hùng của họ, hay là chúng ta tìm dân tị nạn đến trước cục cảnh sát để biểu tình phản đối? Phải ha, không những là dùng được đám đông để mà gây áp lực, dù không ép được cục trưởng thả người, ít nhất bọn họ không chuyển ảnh tới ngục đông giao. Nhưng ngày mai họ sẽ khởi hành. Bây giờ cách nào phải thử, chúng ta đi trung quê môn kiếm dân tị nạn. Được, tôi tìm quý giả giúp tay. Nè, đi em lên đi. Nè, cái gì làm ơn giúp giùm. Cái gì? Nè, chị à, làm ơn giúp giùm. Nè, bác nào làm ơn giúp giùm. Nè, bác phụ làm ơn giúp giùm. Nè, bác nào 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 làm ơn giúp giùm. Nè, làm ơn mà. Nè. Này bác à, làm ơn giúp giùm đi, cứu anh là người tốt đó. Tôi cầu xin các người mà giúp đỡ giùm đi. Hiếu Nghĩa bây giờ đang bị ở tù. Hiếu Nghĩa gì giúp cho họ mà bị ngồi tù. Bây giờ cái bọn họ giúp đỡ thôi, không ai chịu giúp hết. Bình An, con đi đâu nữa? Dù không ai chịu giúp cho anh Nghĩa, tôi sẽ không để anh có chuyện. Bình An, Hiếu Nghĩa đã lên xe. Cộng thêm tài xế nữa, có tất cả là 4 người, rất dễ đối phó. Xe ra tới cửa thành Đông là chúng ta ra tay. Ý, Bình An. Anh Nghĩa, bọn muốn chết hả? Muốn chết là sao? Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tôi không đi, trừ phi là tả anh Nghĩa ra. Mà tỉnh ra. Xin đừng có đưa ảnh tới ngục đông giao, ảnh vô tội. Xuống xe lôi đi. Nè, nói cho cô biết, đi mau đi nha. Nếu như không á, bắt luôn cô đó. Đừng có bắt cổ Bình An. Các người hãy thả ảnh ra, các người không chịu thả ảnh, tôi sẽ không đi. Bình An, tôi không đi, không đi, tôi không đi. Nè, buông tay, buông tay, buông tay. Tôi không buông, lại lên. Không buông. Mày, không buông. Mau lên, buông tay ra. Không buông. Mọi người nói gì mau? Có một cô gái liều chết để cản xe cảnh sát, không cho cảnh sát áp giải người thanh niên đó. Chúng ta đi cứu họ. Buông tay ra, buông ra. Buông tay ra, 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 buông tay ra. Xin các người thả ảnh, tôi xin các người. Bình An. Nè, buông tay ra, buông tay ra đi. Không buông, buông ra. Ông có thể thông báo cho các người của ông bày bỏ hành động. Họ nhất định sẽ rất vui. Nhận được tiền không cần làm việc. Chúng ta đi uống nước. Thả Hiếu Nghĩa! Thả Hiếu Nghĩa! Thả Hiếu Nghĩa! Thả
hay là tới nhà của anh Huy đi. Có làm phiền người nhà của anh không? Chắc là không thành vấn đề. Mình đi. Kim à, đi coi Yến Sao được chưa? Dạ. Cái cung Bình An đêm nào cũng về khuya lắc lơ, thật nó không qua má ra gì hết. Ma Lớn, chị Hai, con đã về tới. Chị còn tưởng là em đã quên mất Ma Lớn, quên cả chị Hai này. Lão già vừa mới vắng nhà thì đêm nào con cũng đi đến khuya như vậy. Con nên nhớ, con là tiểu thư của cố gia, đêm nào cũng đi khuya như vậy ra thể thống gì nữa. Người ta sẽ nói là má không biết dạy con. Ma Lớn, từ nay con sẽ không đi nữa. Đêm nay con về khuya là vì con tới tìm cảnh sát. Rốt cuộc họ đã thả anh Nghĩa ra. Hắn đã tự mở kho gạo, làm mất gạo của Phan Thế Trường, vậy mà được thả dễ dàng. Cũng nhờ cái đám dân chạy nạn đó, họ tới tìm cảnh sát để xin cho anh Nghĩa. Con đi chung với đám dân tị nạn, con nên nhớ con là tiểu thơ của cố gia. Bộ muốn chọc tức ba của con chết sớm sao? Đi chung với thằng nhà quê đó để gây chuyện, tụi con bị mất mặt thì được rồi, đừng liên lụy tới cố gia. Dạ, con về phòng. Là thái độ gì đây? Bình An, con vô phòng có được không? Con muốn nói cho má biết anh Nghĩa đã được thả ra. Vậy à? Má đã biết từ sớm phải không? Bây giờ con nói thì má mới biết. Tại sao lại hỏi vậy? Có phải là má đã có tới tìm cảnh sát? Không có. Rõ ràng con thấy đằng sau lưng của má. Nếu chính con tự nghĩ như vậy thì cũng phải chịu thôi. Người giống người, huống chi con chỉ thấy phía sau lưng. Má chị không có. Má tới báo cảnh sát để làm gì? Con biết má chị quan tâm tới anh Nghĩa. Nếu không thì má đã không đưa tiền cho con đút lót cảnh sát. Con đừng có chuyện gì cũng lấy bụng ta xin bụng người. Má đã nói qua, cậu đã giúp má lo cho Tiểu Vũ. Má chỉ không muốn mang nợ của cậu thôi. Có phải vì con hay không? Con cũng biết lần trước má vì chuyện Ngọc Linh Quy vẫn còn giận con, cho nên đối với con mới lạnh lùng. Có đúng hay không? Xin lỗi má. Sợ gì lần trước con không nói ra là vì muốn tốt cho mọi người. Ai ngờ phải làm cho má chịu khổ như vậy. Con thiệt là không muốn. Chuyện cũng đã qua, đừng có nhắc tới nữa. Con hy vọng là má hiểu được. Con làm chuyện này cũng là vì ba, mà có lỗi với má. Thôi được, má muốn nghỉ ngơi. Nếu không có chuyện gì, con ra ngoài đi. Dạ được, con không làm phiền tới má nữa. Má ngủ sớm.
Đã lâu em không tới. Có phải Ngọc Huệ không cho em tới à? Anh cũng biết là bạn nghĩ gì. Chuyện này thì làm khổ em. Nè, ráng nhẫn nhịn hả? Anh muốn coi báo, lấy mắt kiến giùm anh. Bình An thì là quá to gan, dám cản đầu xe của cảnh sát. Thì không ngờ Điền Hiếu Nghĩa, cái thằng nhà quê này. Lúc đầu anh còn tưởng nó gây nên chuyện gì lớn, thì ra nó mở cửa kho là để cứu tế cho dân chạy nạn. Thì không ngờ nó lại có nhiệt huyết, có lòng tốt. Nếu như biết sớm thì anh đã nhận lời của Bình An giúp cho nó. Em sao vậy? Không có gì. Nè, ăn miếng táo đi. Em không cần quá lo cho anh, vậy cũng không cần lo về thế cuộc. Chỉ biết ngày nào anh chưa chết thì anh vẫn lo cho em. Hả? Em rót miếng nước cho anh uống. Nè, anh nằm xuống nghỉ đi. Từ từ. Con mắt phải nhìn vào trái banh, tay phải cho thẳng ra. Nè, chỗ này hơi cầm một chút. Thử động tác này. Không ngờ con học mau như vậy. Cũng nhờ ông là một thầy giáo tốt. Ít có cô gái nào mà tôi khâm phục, nhưng mà cô Thẩm Mỹ Bình là người duy nhất ngoại lệ. Vậy cô Bình An? Cố Bình An không học hành gì nhiều, chỉ dùng đến quyết tâm và kiên trì để giải quyết tất cả mọi chuyện. Thật không đơn giản. Tôi nghĩ địa vị của cổ trong lòng ông không phải ít. Cô nói gì đây? Trong lòng của tôi, cổ có địa vị gì? Nhưng mà ông đã giúp cho cổ mấy lần. Nói cho đúng ra, đã mấy lần kéo cổ vào trong. Cái này có phải là duyên phận không? Duyên phận? Không phải. Ông có nghe qua vô duyên không thành vợ chồng? Có lẽ kiếp trước là quan gia cho nên kiếp này là vợ chồng. Cô thiệt biết nói giỡn chơi. Tôi với cổ không có quan hệ gì đâu. Tôi quên người đàn bà có quan hệ với Phan Thế Chương thì chỉ là vợ của ổng. Xin lỗi, có phải là tôi đã lỡ lời? Đó là chuyện quá khứ. Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của ông đối với vợ ông. Anh à, con có biết người nào đã phát minh ra cách đánh góp hay không? Tôi biết, là người chăn cừu của Tô Cách Lan. Họ vì muốn giải trí cho qua thời gian, cho nên dùng những cái côn để đánh bật mấy viên đá trên bãi cỏ. Là một người Trung Quốc, Triều Nguyên có một trò chơi kêu là tùy duyên. So với đánh góp hiện nay thì không khác gì nhau. Đến Triều Minh thì các hoàng đế cũng chơi trò này. Vậy sao? Trong Tử Cấm Thành có một bức họa kêu là Tôn Trung Hành Lạc Đồ, đã vẽ Tôn Trung đánh góp. Thật hả? Đã khi nào Nhật bổng rút lui, tôi sẽ đưa cô đi coi. Quyết định vậy. Tổ chức đã xác nhận tân vật thật sự của Tùng Điền Nghệ. Hắn là thiếu tá Nhật Quân. Thiếu tá? Không ngờ quân cấp của ổng lớn như vậy. Chúng tôi tin tất cả các hoạt động của hắn ở Nam Kinh là để cho quân Nhật lót đường vào thành. Tôi nghĩ không lâu nữa quân Nhật sẽ tấn công Nam Kinh.
cho nên tổ chức của chúng tôi đang hoạt động ráo riết, hy vọng hành động song phương sớm thực hành. Là hành động gì? Nắm đầu cột. Chỉ cần bắt được Tùng Điền Nghệ thì chúng ta có thể nắm được hành động của Nhật quân. Nhưng khi nào mới bắt? Tôi không biết, điều này là cơ mật. Nhưng tôi biết ông đã chuyển gạo trong kho đưa đến Ninh Ba. Đúng vậy, tối nay sẽ lên tàu. Tôi nghĩ không có ai đón ra được đâu. Dân chạy nạn chỉ cướp được có một phần, những phần khác thì tôi đã chuyển đi rồi. Vậy thì tốt. Chuyện của Điền Hứa Nghĩa tôi đã giải quyết. Nhưng mà Tùng Điền Nghệ chắc vẫn còn hoài nghi. Tôi đã biết trước. Mặc dù tôi không phải là người trong tổ chức, nhưng mà tôi đang gần gũi con cọp này lâu rồi. Đương nhiên là tôi có cách để nuốt hắn vào bụng. Tùng Điền tiên sinh, mật thám của chúng ta theo dõi Phan Thế Chương suốt một tuần lễ, phát hiện được sinh hoạt hàng ngày của hắn không có gì đặc biệt, giống y như hình đã chụp. Tùng Điền tiên sinh, có phải ông vẫn còn hoài nghi Phan Thế Chương có quan hệ tới chuyện của kho gạo lần trước? Theo tôi thấy, Phan Thế Chương không phải là một người muốn chống đối lại với tiền bạc đâu. Hắn tuyệt đối không ăn thông với Điền Hiếu Nghĩa mở kho gạo để cứu tế dân. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Phan Thế Chương tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của hắn. Trần Nghị Viên, hiếm khi ông tới đây, đến tôi khui rượu vang mời ông uống. Phan lão bản thì là khách sáo. Cánh Trường, vào trong phòng của tôi lấy một chai rượu tới đây. Dạ ông chủ. Trần Nghị Viên, ngày thường ông chủ. Xin lỗi Nghị Viên, vắng mặt một lát. Tự nhiên. Chuyện gì? Tùng Điền tiên sinh gửi điện thoại tới, nếu có chuyện cần gặp mặt ông. Tùng Điền tiên sinh. Chào ông Phan. Tùng Điền tiên sinh hẹn tôi gấp như vậy, không biết là có chuyện gì? Hoàng đế Trung Quốc đã chết, vẫn còn dành một chỗ lớn như vậy. Có câu nói sống chết cũng dành. Cũng may là đất nước Trung Hoa rộng lớn, có nhiều đất đai. Ông Phan muốn nói Nhật Bản của chúng tôi nhỏ hả? Tôi không có ý niệm như vậy. Khổng tử của Trung Quốc cũng đã từng nói qua, muốn kiến lập một thế giới đại đồng, tất cả quốc gia không thông biên giới, bất luận người Nhật Bản hay là người Tây Phương, chỉ cần tự nguyện đến Trung Quốc để ở hoặc làm ăn. Không riêng gì tôi, mà tất cả người Trung Quốc quan nghênh. Tôi còn tưởng là ông Phan không muốn làm ăn với người Nhật Bản của chúng tôi. Tùng Điền tiên sinh, thành thật xin lỗi ông. Cái bớ gạo lần trước tôi không thể nào chuyển tới Thượng Hải đúng hẹn, tôi cũng chưa có đích thân để xin lỗi ông việc này. Nghe nói cái tên ăn cắp chìa khóa mở cửa kho gạo Điền Hiếu Nghĩa là công nhân của hãng Vĩnh Phong. Xảy ra chuyện như vậy tôi cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Trước đây thì hắn đã từng ăn cắp gạo mà ông vẫn dùng hắn. Thật ra cả câu chuyện thế này, tên Điền Hiếu Nghĩa có giao tình thân mật với con gái của Giang Tề. Khi mà tôi tiếp nhận hãng Vĩnh Phong vì muốn dễ quản lý nên đã mướn lại tất cả những người cũ. Điền Hiếu Nghĩa này là một trong số người đó. Tôi cũng đoán được là họ sẽ tìm cơ hội để báo thù, nhưng mà thật không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản vậy thôi. Nếu như ông không phải là cố ý xếp đặt thì cái tên nhóc này làm sao có thể ăn cắp được chìa khóa? Ông chủ Phan, ông không giống như là một người sơ ý như vậy. Lần này đích thực tôi đã sơ ý nhìn lầm người. Vậy
Nhưng mà tôi có nghe một tin tức khác, là bến tàu do ông Phan đứng tên tạm thời có một chiếc tàu chứa đầy gạo trắng chuyển đi Ninh Ba. Ông Phan, ông giải thích thế nào? Nếu Tùng Điện tiên sinh đã biết được hết thì tôi không có viện cớ nữa. Xin nói thật, vì việc buôn bán, ai cao giá thì người đó sẽ mua được thôi. Tùng Điện tiên sinh, ông cũng từng làm chủ, chắc có lẽ ông hiểu rõ. Cái chuyện này thì tôi có lỗi là đã ký hợp đồng với ông, nhưng đồng thời bên Ninh Ba họ cũng đã đặt hàng cho tôi và trả tôi số tiền gấp đôi. Thành thật mà nói, tôi không thể chống lại đồng tiền. Cho nên ông đã tạo ra một cái cảnh là kho gạo bị ăn cắp để cho tôi cho rằng là tai nạn. Thật ra gạo bị ăn cắp chỉ là số lượng ít, còn đại đa số thì ông đã chuyển lên tàu. Tôi làm ra điều gì cũng không có giấu được Tùng Điện tiên sinh, nhưng mà tôi hy vọng ông thông cảm. Dưới thời thế này, chúng ta là dân làm ăn, muốn tìm được một số tiền để lo cho tương lai thôi. Thật ra tôi có đặt một số gạo trắng ở bên Thái Lan cho Tùng Điện tiên sinh, nhưng nếu ông cảm thấy không có dự ý, tôi tình nguyện làm theo hợp đồng, trả tiền lại cho ông. Ông Phan, ông ta là một người vì tiền đi gì cũng chịu làm. Bây giờ tôi đợi ông chuyển mấy hàng đó cho tôi. Cảm ơn Tùng Điện tiên sinh. Ông bắn rẻ tôi.